make the ground shake. Xin chào cả nhà, lại là mình Mỹ Linh đây, một đứa luôn làm trò làm khùng làm điên ở trên Facebook đây. Thì ngày hôm nay nhân dịp một ngày trời rất là nắng nóng ở Sài Gòn, mình đã quyết định mua một ly trà sữa để giải khát. Và trong thời gian mà mình ngồi chờ đợi lấy ly trà sữa thì mình vô tình nghe được những bạn bạn bên đang nói chuyện về cái ngành làm PR. Mà thực ra mình không có nghe lén đâu, mà mấy bạn nói lớn quá mình buộc phải nghe thôi. Thì các bạn nói những câu đại loại như là: ê, học PR nghe nói nó nhàn lắm phải không mày? Là tụi nó hay đi phát mấy cái tờ rơi hay là đi tiếp thị sản phẩm các thứ đúng không? Tôi có gì đâu, học thấy nó nhàn lắm. Mình nghe mình tức á, mình thực sự mình rất là tức. Nhưng mà mình đã đi về nhà uống hết ly trà sữa, lấy hết sức lực để ngồi đây và chia sẻ các bạn nghe về những hiểu lầm cũng như là những cái định kiến không đúng về ngành PR của mình. Thực ra thì nếu mà hiểu lầm một lần á, thì có thể là do mọi người, nhưng mà hiểu lầm quá nhiều lần như vậy thì chắc là do mình rồi. Cho nên bây giờ mình phải ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với các bạn một cách chân thành nhất về ngành PR của mình. Nhưng mà trước khi đi sâu hơn vào vlog thì mình muốn nói với các bạn, hay là muốn nhấn mạnh một điều là đây là cái quan điểm cá nhân của mình với một cái tư cách là sinh viên năm nhất này theo học tại trường. Cho nên mình muốn các bạn xem vlog này với một cái nhìn thật là khách quan nha các bạn. Nó chính là cái câu mà mọi người phải thốt lên trước khi mà tôi trưng cái nhan sắc tàn phai và deadline này ra bên ngoài. Mình có thể tóm gọn lại cái sự nhàn rỗi của PR trong vài câu hát sau đây. Thứ hai là ngày đầu tuần, bê hết sữa hết deadline. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng bị nói gì. Thứ sáu rồi đến thứ bảy, tôi chờ em phiếu bê ngoan. Chủ nhật gửi bài cho cô để thứ hai thuyết trình. Bạn nghĩ là một chuyên viên tổ chức sự kiện là người luôn diện outfit lộng lẫy và nhìn rất là bảnh bao, khuôn ngầu, luôn chỉ tay năm ngón. À không, chỉ một ngón thôi, chỉ tay vào người này người kia, sai họ làm việc này việc kia. Đó là một cái định kiến hết sức là sai lầm. Đó là khi các bạn chưa thấy được đằng sau của một sự kiện là như thế nào. Alo, trời ơi đừng có hối, tao chưa có xong nữa chơi, đừng có hối nha. 2000 years later. Ôi trời. Học PR là phải phát tờ rơi, tiếp thị sản phẩm, bán hàng đa cấp. Mình khô lòi luôn mọi người à, bởi vì học PR là phải như thế này này. Có rất nhiều bạn sẽ suy nghĩ rằng là việc nhóm chung với những người học PR như tụi mình là rất là mệt mỏi, bởi vì dân PR nó có cái tôi cao lắm, làm việc với tụi nó mệt xỉu luôn á. Nhưng mà mình xin khẳng định là hoàn toàn không phải như vậy, bởi vì bọn mình luôn làm việc trên tinh thần hợp tác, công bằng và trên hết là kết quả của cái việc làm việc nhóm phải đạt hiệu quả cao. Nhiều bạn nghĩ là học PR là quan hệ đại trà, đi lân la nói chuyện hết người này tới người khác. Thực ra thì khi mà bọn mình đã quyết định xây dựng một mối quan hệ nào đó, bọn mình say tới đâu là phải chắc tới đó. Thiệt tình mà nói, các bạn đi một vòng ngành PR, các bạn sẽ thấy là có rất nhiều anh chị tiền bối và cao bối. Các anh chị có thể giúp đỡ mình trong kiến thức chuyên ngành, bên ngoài cuộc sống xã hội nữa. Và đó là những gì rất là lớn lao đối với một sinh viên năm nhất như mình.
một khoảng thời gian ngắn được theo học ở ngành, mình đã có rất nhiều kỷ niệm và có nhiều cái khoảnh khắc rất là vui. Trong đó mình nhớ nhất là khi mình được tham gia Neon. Neon là một chương trình do các bạn sinh viên tổ chức vào dịp 20 tháng 11 hàng năm nhằm tri ân các thầy cô. Và mình đã rất là vinh dự khi được tham gia Neon năm ngoái có chủ đề là Kinh kỳ 2019. Khi kết thúc chương trình, tất cả mọi người đều đứng lên và choàng tay nhau hát vang lên bài PR Song. Và khoảnh khắc đó chúng ta không cần biết người đứng bên cạnh chúng ta đang là ai, là sinh viên của khóa trên hay khóa dưới, mà tất cả mọi người đều biết rằng chúng ta là một đại gia đình PR. I love PR, PR, oh, 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 oh. I love PR, PR, oh, oh, oh. Dù bao gian khó còn nhiều và những bước chân vẫn còn yếu, nhưng ta hãy cố gắng vượt qua. Thôi thì mình xin kết thúc cái vlog xả tức giận của mình tại đây. Và nếu như các bạn còn bất cứ thắc mắc nào về ngành PR, các bạn hãy cứ mạnh dạn comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời bằng hết khả năng của mình nha. Bye bye.